Tổng thống đắc cử Mexico gặp Tổng thống Argentina, tin từ Buenos Aires. Tổng thống đắc cử Enrique Peña Nieto đã gặp Tổng thống Cristina Fernandez của Argentina trong ngày hôm qua. Ông Peña Nieto là chủ tịch của đảng định chế cách mạng muốn gia tăng hợp tác thương mại với các nước châu Mỹ Latin và nói rằng trong thời gian gặp Tổng thống Fernandez, ông ta đã thảo luận việc gia tăng cộng tác thương mại, văn hóa, giáo dục và nghệ thuật giữa hai nước trong khuôn khổ Hiệp ước Hợp tác Chiến lược giữa Mexico và Argentina. Trong năm 2007, phu quân quá cố của Tổng thống Fernandez là Tổng thống Néstor Kirchner đã ký Hiệp ước Hợp tác Chiến lược với Mexico để gia tăng liên hệ thương mại giữa hai nước. Trong thời gian chào mừng, Tổng thống Fernandez nói rằng Mexico có vai trò kinh tế quan trọng với Argentina và cũng có vai trò lịch sử đối với Argentina vì đã chấp nhận những người chạy lánh chế độ độc tài quân phiệt từ năm 1976 đến năm 1983. Sau khi gặp Tổng thống Fernandez, thì Tổng thống đắc cử Enrique Peña Nieto sẽ đi Peru và kết thúc chuyến công du.